Chào mừng bạn trở lại với channel của mình Quốc Bảo đây. Thì ở video này thì mình sẽ giới thiệu bạn con app có tên là af.rem. Thì hôm nay các bạn có thể kiếm tiền từ nó. Thì kiếm tiền như thế nào thì bạn xem hết video nha. Thì trước tiên thì bạn phải đăng ký một cái tài khoản. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ thôi, tại sao đây là cái chính sách của Google, YouTube là mình không thể nào mà tiết lộ cái thông tin ra ngoài được. Ở đây thì bạn nhập cái email của bạn vô nè, đúng chưa? Rồi, ở đây là chúng ta gửi mã xác nhận là bạn ra cái Gmail của bạn đó, bạn lấy. Sau bạn dán vô là xong. Đây số điện thoại bạn có thể chọn là 84 của Việt Nam mình, rồi nhập số điện thoại vô. Sau đó nhập mật khẩu trên với mật khẩu dưới là nó giống nhau. Cái thứ ba là cái mã giới thiệu này, thì các bạn có thể dán mã giới thiệu này vô cũng được, của mình cũng được mà. Đây. Đó, dán vô xong rồi đó, thì nhấn chữ đăng ký là đăng ký, nó sẽ tự động đăng nhập thôi. Đây bạn, nó ra tới cái phần đăng nhập này nè, thì mình đăng nhập bằng cái đăng ký bằng Gmail nào, đăng nhập thì bằng Gmail đó. Nhập lại là xong thôi. Đấy, khi đăng nhập thành công rồi đó thì mình sẽ giới thiệu bạn cho bạn từng bước nha, là cách chơi với nó thế nào. Thì hiện tại đó mình đã có 100 app nè. 100 app này thì bạn có thể khi bạn đăng ký bạn liên hệ với đội ngũ của cái con game này. Cái app này thì bạn sẽ được nhận phi 100 đồng. Thì bạn có thể lên trò chuyện nè, hoặc lên Telegram mà đưa link cho bạn, bạn ở đó bạn xin 100 đồng thì bạn đầu tư. Đó, chúng ta nhấp chữ thế chấp là xong, có sẵn này đúng chưa? Trước khi thế chấp á là bạn phải có trước khi thế chấp á bạn phải vào trung tâm bảo mật nha. Thì mình xin che lại hết thông tin. Đấy, chúng ta lập mật khẩu giao dịch. Thì hai mật khẩu này bạn nhập mật khẩu này giống như cái password của cái tài khoản đăng nhập đi. Sau này giúp rút tiền thì bạn phải cần cái mã này. Cái mã này chỉ có 6 số thôi nha các bạn. Rồi. Khi tạo thành công rồi ok rồi đó, thì chúng ta trở ra ngoài. Rồi chúng ta phải vô cái phần ví nè, bên góc phải màn hình nha. Đó, chúng ta phải ép cái thẻ ngân hàng chúng ta vô để chúng ta có thể rút tiền và nạp tiền. Cái này là phải ngân hàng. Đấy, thì mình sẽ không có ghi đâu, tại sao đây là chính sách của YouTube nó khá là căng rồi các bạn, nên mình không có nào mà tiết lộ thông tin của người dùng ra. Đấy, thì mình bạn phải nhập tên tài khoản của bạn nè, chọn ngân hàng, tên tài khoản, mật khẩu giao dịch đó. Vậy là xong. Mật khẩu giao dịch này nãy là mình vừa mới tạo đó, mình hướng dẫn các bạn tạo đó. Ở cái phần tên ngân hàng á thì mình click vào nó thì nó sẽ hiện chữ lời khuyên nè, bạn có thể chọn tiền tệ của mình, ví dụ mình là Việt Nam đồng đi, đúng không? Việt Nam đồng nhấp chữ xác nhận. Đấy, rồi khi bạn tạo thành công rồi đó. Đấy, khi mà tạo thành công rồi nó sẽ tự hiện giống vậy thôi. Đấy, đã có thành bạn rồi, chúng ta add thành công rồi là nó vậy. Rồi tới phần địa chỉ ví. Ví này á, thì là bạn thêm bằng USDT, thì tùy bạn thôi. USDT thì bạn có thể lên sàn Binance bạn đưa vào. Phần USDT á thì nó có hai mạng, thứ nhất là mạng TRC20 và ERC20. Thì mình khuyên bạn nên dùng là TRC20. Phí nó rẻ nha. 20 nó nhập mà lấy địa chỉ ví bạn dán vô mà khẩu giao dịch, cái nào cũng cần khẩu giao dịch hết, khẩu giao dịch nãy mình hướng dẫn các bạn nó 6 số đó. Chữ xác nhận là xong. Nó có rồi, nó sẽ tự hiện ra đây thôi. Đây rồi, tới cái phần trò chuyện, bạn có thể tạo group chat của cho các fan của bạn, cho người thân người quen của bạn giới thiệu vô. Đấy, bật add fan kiểm tra nè. Bây giờ thì mình sẽ nạp vô thử 10 đô và mình rút ra thử coi xem nó như thế nào. Và bây giờ mình thế chấp trước đi nha. Đấy, thế chấp nè, thế chấp thì bạn sẽ được thưởng là 1,6%. Rồi bạn kéo lên bạn xem nè. Tất cả thông tin về con này, thế chấp là gì, lượng có bao nhiêu, là nhận bao nhiêu nè, bạn có thể xem ở đây. Đấy. Có hết, có tất cả đây hết nha. Thì từ ngày 1 tháng 8 tới ngày 15 tháng 8 á, là thu nhập khi bạn thế chấp á, là 1,6% một ngày. Còn từ ngày 16 tháng 8 cho tới ngày 31 tháng 8 á, thu nhập sẽ giảm xuống còn 1,2%. Và như thế từ 1 tháng 9 tới 30 tháng 9 là còn 1%. Mỗi ngày nó sẽ mỗi giảm, bởi vậy bạn người nào mà giúp sớm nó sẽ là nhận sớm. Nhưng mà mình không bao giờ khuyên ai tham gia hết. Đây chỉ là một video review thôi. Ok. Thì mình sẽ không chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bạn đâu nha. Rồi, đây là một cái video review chứ không phải một video khuyên đầu tư. Mình sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn đầu tư và thua lỗ. Rồi, cảm ơn các bạn. Số tiền thế chấp tối đa ở đây là 100 AF hoặc là 10 đô. Thì bạn có thể chọn cái nào cũng được. Thì mình đã có 100 AF nè, mình thế chấp thử nha. Đấy, mình chọn là AF. Mình có 100, chọn 100 thử. Nhập số lượng max 100. Thế chấp. Thì thằng này nó có cái hợp đồng gọi là white paper luôn các bạn. Thằng này nó có paper nè. AF là tiền tệ kỹ thuật số do nền tảng AF game phát hành. Đấy, thì nó có phân bổ như sau luôn nè. Đấy, đầu ra đầu vào nhà phát triển, phần thưởng mà cho bạn bè. Thì giá niêm yết của nó là 0,01 đô, tức là mình được 100, thì mình được tức là bằng tức là mình bằng được mình tức là mình được 1 đô, mình nhận được 1 đô. Đấy, thì bạn có thể mời bạn bè cũng được, mời bạn bè để chúng ta thưởng thêm hoa hồng, phần trăm lợi nhuận cũng được, cũng khá ok. Đấy, bạn chỉ cần copy mã là xong. Thì bây giờ mình sẽ nạp tiền thử nha.
đó, clip vô cái góc phải màn hình có chữ T đó, cái USDT mình nạp USDT nha, nạp cho thử thử coi rút tiền bao lâu, nạp bao lâu nha, nạp. Thì nạp thì sẽ có thứ nhất là tiền ví điện tử hay là tiền hợp pháp, thì mình sẽ dùng quen với ví điện tử rồi các bạn. Đây mình sẽ nạp bằng USDT và TC20, nạp số 10 nha. Tiếp theo rồi lời khuyên nè, giờ mình sẽ thêm vô luôn nha. Rồi bây giờ mình lên Binance các bạn. Rồi mình click vào chữ USDT, mình muốn nạp tiền đúng không, mình rút tiền thì nhấp chữ nạp tiền, mà muốn rút tiền á thì mình nhấp chữ rút, nhấp giữ tiền gửi mã hóa nè, chọn đúng mã đây, nhớ là TRC20 là trên mạng Tron đó, phí là 0.8 đô, chỉ cần nhấp địa chỉ vào là xong thôi. Còn bạn muốn nạp á, nhấp chữ nạp, bạn lấy cái mã của mình đấy, đấy có địa chỉ ví rồi nè, bạn copy nó rồi chọn TRC20 và bạn dán vô và nhập mã là xong rồi, đã tiến thành công rồi đó các bạn. Bây giờ mình nhấp số tiền nạp là xong rồi đấy. Rồi mình chuyển đúng 10 đô vô cái số này nha, cái địa chỉ ví này. Rồi ta chọn lưới là TC20, các bạn xác nhận số lượng là 10. Rồi giờ mình sẽ chọn 11 đi cho nó chẳng nha, rút đúng nha, nhớ là đúng nha, chọn cho TC20 đúng chưa. Rồi ok, nhấp chữ xác nhận, cảnh báo rủi ro, đây là nhấp chữ xác nhận là xong nha các bạn. Rồi bạn đặt lệnh rút thành công rồi đó, chúng ta đợi khoảng tầm 5 phút là nó sẽ tự động chạy quanh kia thôi, chúng ta xem lịch sử dịch cũng được. Rồi sau đó bạn chụp hình rồi bạn gửi thông tin lên giao dịch lên nó, nhấp chữ xác nhận là xong nha. Rồi sau đó nó có chữ T-ship nè, bạn copy nó dán, rồi sau đó nhấp chữ gửi đi nha các bạn. Rồi bạn mình nạp 10 đô vô rồi nè, bây giờ mình nhấp chữ thế chấp một phát nữa vẫn được bình thường. Bây giờ mình nhấp hết chấp cái nữa nhưng được bình thường, nhưng mà mình sẽ rút tiền thử bạn xem mình đã hết chấp rồi, mình rút thử là bao nhiêu lâu nó về nha. Rồi mình dán địa chỉ với ví mình vô thôi đấy, bạn chỉ còn số tiền muốn chọn nhập bao nhiêu, 10.2 đô đúng chưa. Rồi cái dữ liệu 1 đô, dán địa chỉ ví vô, chọn đúng là USD nè, TCM nãy mình có nhập vô rồi, mình chỉ cần nhập cái mật khẩu giao dịch là xong. Giờ mình chỉ cần nhập mật khẩu giao dịch là xong các bạn, xem cái lịch sử trong tài khoản của mình, lịch sử thay đổi tài khoản nè, bạn nạp bao nhiêu, bạn rút bao nhiêu tiền, số tiền đang xử lý nè. Mình nạp 10 đô giờ mình rút thử nè, tiền thành công nè các bạn. Giờ chúng ta sẽ không kiểm tra đó, rút nhận được 9,2 đô nè. Rồi chúng ta load lại để coi cần bao nhiêu tiền xem. Khi mà bạn mời một số người nhất định đó, thì bạn sẽ được thưởng thêm khá là nhiều đó, nếu mà bạn mời nhiều thì bạn sẽ thưởng được nhiều. Thì còn cái phần trò chơi nè, đợi nó chưa game, bạn đợi nó game xem sao. Rồi cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ mình, cảm ơn các bạn đã hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn.